Hôm nay thì thực sự rất là vui bởi vì Việt Nam đã chiến thắng được Qatar và đã bước vào chung kết của cái châu Á này, U23 châu Á này. Vậy thì chúng ta đã làm được điều gì? Đó là chúng ta đã ngẩng cao đầu được. Tại vì sao? Tại vì trong giấc mơ của nhiều người là đứng trên Thái Lan là chúng ta đã sướng rên người rồi. Đúng không? Giấc mơ nhỏ bé đó sau nhiều thế hệ thì ta không thể nào tưởng chừng là không vượt qua nổi. Đấy. Tôi cảm thấy mình như là cũng là một người có tội trong trong đó bởi vì mình đã dính líu ít nhiều đến bóng đá và tôi thực sự là tôi theo dõi bóng đá rất là nhiều, theo dõi bóng đá từ năm 2005 đến 2015. Và sau đó tôi cảm thấy là Việt Nam cứ gặp Thái Lan là bắt đầu thua là tôi cảm thấy không thích. Đấy. Và tôi cảm thấy thương cho dân Việt Nam mình quá đỗi bởi vì là những năm đầu sau 1975 ấy thì do nền kinh tế kế hoạch hóa theo cái mô hình cứng nhắc của Liên Xô cũ và chính sách đưa dân đi từ kinh tế mới. Cái sai lầm ở chỗ là không có một cái chuẩn bị hậu cần gì hết cho bà con cho nhân dân. Mà họ ấy, đa số là dân dân thành thị, nhiều người sống không nổi phải tìm cách vượt biên bằng đường biển và bất chấp sống chết. Bây giờ cuộc sống họ như thế nào? Họ khá hơn. Những gia đình nghèo thì vẫn phải nhiều gia đình nghèo thì vẫn phải vét từng đồng bạc cuối cùng cho vay cho mượn đấy để cho con cái được xuất khẩu lao động ở bất cứ cái nước nào ngoài Việt Nam này nhằm mục đích là gửi tiền về nhà cải thiện cuộc sống gia đình của mình đấy. Và bây giờ nói thật đó là mình có quen một bác ấy làm trong cái chức vụ chính trong cái chính quyền hiện nay, chức rất là lớn. Và mình hỏi bác ấy như thế này, bây giờ nếu mà ta nhận được một phần trách nhiệm như thế này, ta nên không cần một thứ gì khác ngoài việc nghĩ đến việc nghèo khổ và một đất nước phải chịu nhiều đau khổ qua chiến tranh, qua ly tán, qua nghèo đói. Ông bạn này, cái bác này nhìn vào mắt của tôi hồi lâu im lặng như đồng cảm. Và khi mà tôi nói những cái điều này á, nhiều người sẽ cười tôi, nhưng mà đó là tấm chân tình thật của chúng ta với nhau trong cái giây phút này. Trở lại cái câu chuyện bóng đá nè. Đấy thì mình nhớ vào cái trận chung kết U21 của Việt Nam Thái Lan vào năm 2014 ấy. Thì hôm đó là có cả mặt của chủ tịch Thái Lan đang ngồi trên khán đài và sân Cần Thơ thì có cái sức chứa đựng khoảng 50.000 người đã không còn chỗ đứng. Đấy. Vậy thì có một người đã hỏi mình khi mà mình xem đã hỏi mình là giải quyết như như thế nào về tình trạng rất đông khán giả đang xếp hàng ở ngoài cửa nhưng mà chưa mua vé được. Đấy. Thì họ thống nhất với nhau là mở cửa để không thì sẽ vỡ trận. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, không chỉ có khán giả ở mặt trên Cần Thơ hào hứng như vậy mà khắp nơi trên cả nước người dân hâm mộ đều đều ra đường. Ở nhà thì họ xem tivi làm cho đường phố trở nên vắng vẻ. Và bây giờ đến U23 thì Việt Nam chúng ta đã lọt vào vòng bán kết, vượt qua rất nhiều các đối thủ mạnh như Úc, Syria, Iraq, Thái Lan đã bị loại. Tức là sao? Tức là chúng ta đã coi như là chúng ta đã đá được được Thái Lan rồi. Được điều đó là như nào? Mừng vô kể. Đó là cái niềm vui không chỉ dừng lại ở lứa tuổi U23 thôi, mà bóng đá là cả một nền tảng được dày công xây dựng. Mặc dù qua nhiều giải châu Á nhưng mà chúng ta có dịp để đánh giá lại thực chất và tiềm năng của mình, đánh giá lại công tác đào tạo cái nền bóng đá trẻ này, đúng không? Đặc biệt là công tác điều hành quản lý bóng đá đang nằm dưới cái tiềm lực mà chúng ta đang có. Đấy. Tại sao ta chỉ thay mỗi có huấn luyện viên mà bảng xếp hạng ta đã rất là khác rồi đúng không? Đấy. Ta đã rất sâu trong cái lần giải quyết đối với cái trận Qatar này.
cũng cái cùng một lực lượng đó, nhưng mà chúng ta sử dụng, chúng ta điều phối làm sao để mà nó thắng được, chúng ta sử dụng chiến thuật như thế nào đấy. Và theo những gì diễn ra trong mấy ngày qua thì chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đã vượt qua được cái vấn nạn của Thái Lan đấy. Và như Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói với chúng ta là trong số những cái huy chương vàng đạt được vài chục ngàn, vài chục cái cuộc đua từ tài tài thể thao ấy, thì có thể nhường lại để cho ta có được cái vàng bóng đá cho dân ta. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với đa số người dân Việt Nam chúng ta, người bận rộn cho bao nhiêu điều quốc kế sinh nhai dành cho bóng đá cái vị trí đặc biệt này, và ta suy nghĩ đây là cái nền bóng đá của nước ta. Và hơn một lần nữa thì chúng ta sẽ vỗ tay thật mạnh để chúng ta cổ vũ cho đội tuyển U23 của chúng ta, và đặc biệt là chúng ta chúc mừng ông Bác, một người rất tài năng đã dẫn dắt cái Việt Nam của chúng ta đi vào vòng chung kết châu Á. Và tương lai bóng đá Việt Nam sẽ phụ thuộc rất nhiều vào liên đoàn bóng đá mới này, nhất là cái bộ máy chủ chốt, các chủ tịch và phó chủ tịch đấy, thực sự có vai trò là tích cực và hết mình đấy. Nếu mà họ vô vụ lợi, họ đặt sự phát triển nền bóng đá nước nhà lên trên hết, trên mọi lợi ích cá nhân, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ còn đi xa hơn rất là nhiều nữa. Và trận đấu hôm nay về lối chơi, về cách chơi, chúng ta có thể thấy rằng đội tuyển Việt Nam đã ngang ngửa với các tuyển thủ Qatar, và họ chỉ được miêu tả cũng từ là đỉnh đấy. Nhưng mà các cầu thủ chúng ta thì nhiều lúc là phạm lỗi quá nhiều, hoặc là bị trọng tài o ép đấy, họ có điều kiện để họ ép chúng ta đấy. Thì đó cũng chính là những cái chia sẻ của mình, và Việt Nam phải ngẩng cao đầu tại sân cỏ châu Á này, và tương lai bóng đá Việt Nam sẽ có rất nhiều ánh sáng, rất nhiều hào quang, rất nhiều điều để chúng ta đáng tự hào. Và một lần nữa, tôi một người Việt Nam rất tự hào vì Việt Nam lần này đã lọt được vào vòng chung kết châu Á U23. Và đó là những cái chia sẻ của tôi dưới tư cách là một người công dân, dưới tư cách là một người công dân của nước Việt Nam này. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo nhé.